trong quần thể di tích cố đô Hoa Lư ở xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, cách đền thờ vua Lê Đại Hành khoảng 100m, có ngôi chùa cổ Nhất Trụ nổi tiếng. Theo tài liệu lưu giữ tại chùa, vua Lê Đại Hành Lê Hoàn 941-1005 với lòng thành kính đạo Phật, đã cho xây dựng công trình này để cầu quốc thái dân an, triều đình vững mạnh. Chùa Nhất Trụ nằm ở vị trí trung tâm, là di tích quan trọng nhất, là nơi tu hành và họp bàn việc nước của các nhà sư thế kỷ 10 như Pháp Thuận, Khuông Việt và Vạn Hạnh. Trung tâm bảo tồn di tích lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư cho biết chùa mang tên Nhất Trụ hay chùa Một Cột vì phía trước có một cột kinh Phật bằng đá độc đáo, còn gọi là Thạch Kinh. Đây là một hiện vật độc bản có ý nghĩa lịch sử văn hóa to lớn và là tài liệu nghiên cứu khảo cổ quan trọng. Theo các cụ cao niên trong làng Yên Thành, xưa kia Thạch Kinh được đặt ngoài trời để tránh thời tiết bào mòn họa tiết, hoa văn, đặc biệt là chữ Hán trên thạch trụ. Một tòa lầu che chắn cột đá đã được xây dựng kiên cố với 16 cột gỗ lim. Lầu có kiến trúc kiểu mái cong truyền thống như các ngôi đình, chùa cổ khác ở Việt Nam. Thạch Kinh chùa Nhất Trụ là một minh chứng sinh động cho nền nghệ thuật điêu khắc đá Việt Nam. Năm 973, Nam Việt Vương Đinh Liễn, con trai vua Đinh Tiên Hoàng đã cho dựng ở Hoa Lư 100 cột kinh Phật bằng đá, khắc kinh Đà La Ni. Từ đây về sau tạo thành một dòng chảy Thạch Kinh trong văn hóa Việt Nam. Kinh tràng Hoa Lư là biểu tượng của Pháp trong tam bảo nhà Phật gồm Phật, Pháp, Tăng. Sau nhà Đinh, vua Lê Hoàn cho dựng Thạch Kinh ở chùa Nhất Trụ. Từ đây về sau nhân dân Việt Nam có truyền thống dựng Thạch Kinh trước điện thờ Phật. Do mang nhiều giá trị nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc và ý nghĩa văn hóa, lịch sử, tháng 12 năm 2015, cột kinh Phật chùa Nhất Trụ đã được công nhận bảo vật quốc gia. Việc này không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa lịch sử nghìn năm ở đất cố đô Hoa Lư, Ninh Bình mà còn khẳng định giá trị to lớn về kinh thành Hoa Lư xưa, nơi từng là một trung tâm chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa lớn của nước ta. Giá trị văn hóa của chùa Nhất Trụ được thể hiện ở câu đối Tràng An thắng cảnh Hoàng Đô Thủy, Nhất Trụ danh lam Phật Tích Linh. Thạch kinh hình bát giác, nặng 4,5 tấn, cao 4,16 mét tính từ chân đế đến đỉnh. Cột được kết nối từ 6 bộ phận bao gồm tảng vuông, đế tròn, thân bát giác, thất bát giác, đấu bát giác và đỉnh hoa sen. Tất cả đều được làm bằng đá vôi có tuổi địa chất khoảng 300 triệu năm. Các bộ phận được lắp ghép với nhau bằng ngõng khớp nối thủ công chứ không dùng bất cứ chất kết dính nào. Kỹ thuật này thể hiện trình độ tính toán chính xác và tỉ mỉ của các nghệ nhân thuở xưa. Thân cột trên to dưới nhỏ bằng đá xanh nguyên khối. Hai đầu thân cột đều có ngõng để cắm vào đế và thất bát giác. Chóp cột hình hồ lô cổ dài, miệng tù, cao khoảng 80cm. Theo ban quản lý di tích, chóp nguyên bản của Thạch Kinh đã thất lạc và hiện được thay thế bằng chóp mới khi trùng tu di tích này. Thân trụ với 8 mặt đều được mài nhẵn, chạm khắc 2.500 chữ Hán. Trải qua hơn nghìn năm, chữ đã mờ đi khá nhiều, chỉ còn đọc được khoảng 1.200 chữ ở nửa trên thân cột. Nội dung chính là kinh thủ Lăng Nghiêm ca ngợi sự bền vững của Đức Hạnh Phật. Trên Thạch Kinh còn thấy các chữ đệ tử Thăng Bình Hoàng đế Tả Tạo tức Hoàng đế Thăng Bình vua Lê Hoàn. Phần đế Thạch Kinh hình vuông, làm bằng đá xanh nguyên khối, mỗi cạnh dài 1,4 mét, dày 0,3 mét. Trên đó chạm khắc một vòng 22 cánh sen đơn bao quanh đế cột, đường kính vòng sen 1,07 mét. Theo nhận định của các nhà nghiên cứu văn hóa, cánh sen trên đế vuông của Thạch Kinh Phật xuất hiện sớm nhất ở Việt Nam trong nghệ thuật chạm khắc đá. Nhà Phật quan niệm hoa sen tượng trưng cho cõi Niết Bàn và trí tuệ của con người. Tiếp giáp với phần đế vuông là chân cột có hình tròn cao hơn 30cm, cấu tạo theo kiểu trên to dưới nhỏ, đường kính chỗ lớn nhất rộng 76cm. Bên dưới chân đế có ngõng tròn để khớp vào lỗ mộng của tảng đá. Trải qua thời gian dài, thời tiết khắc nghiệt và bom đạn chiến tranh, nhiều vị trí trên Thạch Kinh có dấu hiệu xuống cấp, một vài chỗ nứt, sứt sẹo nhưng cột không hề bị nghiêng, lún. Chùa Nhất Trụ nhìn từ phía trong ra hướng cổng chính. Ngoài Thạch Kinh Phật cổ, khuôn viên chùa cổ còn được bài trí nhiều hạng mục, nhiều cổ thụ tỏa bóng mát. Chùa tọa lạc trên khoảng đất rộng hơn 3.000m². Sau một thời gian trùng tu tôn tạo, đến nay chùa Nhất Trụ có một không gian nghệ thuật độc đáo mang lối kiến trúc riêng. Về kiến trúc gỗ, chùa Nhất Trụ mang phong cách dáng dấp thời Nguyễn, nhất là nghệ thuật chạm khắc gỗ. Trong chùa thờ mẫu, thánh hiền, đức ông và ba pho tượng Tam Thế, tượng A Di Đà. Hàng năm, vào ngày 15 tháng Giêng, tại chùa thường diễn ra lễ khao tống thuyền rồng, đây là lễ cúng Phật cầu nguyện cho quốc thái dân an. Ngày 8 tháng 4 âm lịch có lễ lập hạ tại chùa, cầu thời tiết thuận hòa, mùa màng tốt tươi. Ngày nay, chùa là nơi sinh hoạt văn hóa, tinh thần, tham quan tín ngưỡng của du khách thập phương và là bộ phận không thể tách rời trong cụm di tích cố đô Hoa Lư. Tôi là Trang Trần, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã tham quan bảo vật Thạch Kinh Nhất Trụ ở Ninh Bình.